Hôm nay ô tô TNX vừa hoàn thành lắp xong cái cục Android Box của ZTEC cho chiếc Focus 2017 này ha. Chào mọi người, hôm nay ô tô TNX vừa hoàn thành lắp xong cái cục Android Box của ZTEC cho chiếc Focus 2017 này ha. Thì nó cũng rất là đơn giản giống như những chiếc xe trước mình đã nói với tất cả mọi người á, là nó chỉ có một cái cục Android Box và lắp vào vị trí nào hết luôn. Tiêu rồi. Đây, thì đây là vị trí lắp ha. Đây rất là nhỏ rộn. Đó, chỉ vậy thôi. Và đây là cái sản phẩm của ZTEC. Mọi người xem ha, đây là hộp ZTEC DX265. Và sản phẩm này là bảo hành 2 năm và nó sẽ tặng kèm theo SIM và bản đồ Vietmap X1 bản quyền ha. Đây, đây SIM 4G và cái bản đồ bản quyền. Đây nó nằm ở đâu rồi ha, nè X1 mọi người thấy nè. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm một số tính năng trên cái màn hình zin xe sau khi mà lắp cái cục Android Box này ha, nó biến thành một cái màn hình Android. Bây giờ mình sẽ thử tính năng xem YouTube ha. Đây nó sẽ xem YouTube được. Bây giờ mở YouTube đây. Thì cục Android Box này lắp được cho rất nhiều xe nha mọi người, thì chỉ cần có màn hình cảm ứng zin xe là màn hình cảm ứng nè, và nó có cổng Apple CarPlay để kết nối điện thoại đó, thì nó sẽ xài được cục Android Box này. Nó sẽ không mất zin xe để khỏi phải thay màn hay là tháo bất kỳ thứ gì cả, chỉ cần cắm thôi. Và mọi người không xài thì mọi người có thể lấy cái cục đó chuyển qua xe khác vẫn xài bình thường. Đó, đây là YouTube ha. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra. Thoát ra vào thử cái gì nữa ha. Bây giờ mình sẽ vào Vietmap nha. Vietmap thử đây. Đây, cái này là Vietmap ha. Rồi thoát ra. Đây là Vietmap X1 bản quyền nha mọi người. Mình sẽ nói ngoài ra nó sẽ có là cái Navitel nữa, mình thích xài Navitel thì xài nha. Rồi mình có thể tải Google Map về để mình xài luôn. Tại vì nó có mạng thì mình có thể là dẫn đường online luôn. Ở đây nó có tra cứu phạt nguội ha. Test check-in có nghĩa là định vị đúng không? Nó định vị xe mình được luôn nha. Rồi ra lệnh giọng nói Kiki nè, mọi người thấy nè. Đây là phần mềm ra lệnh giọng nói Kiki của ZTEC ha. Đó, rất là nhiều nha. Nó có trình xem video VLC luôn. Đây, nó y như một cái điện thoại Android ha. Rất là dễ sử dụng luôn. Thì mình xin nhắc lại là cái bộ Android Box này nó trị giá là 6,5 triệu và nó bảo hành 2 năm ha. Nó tặng kèm SIM 4G nè và cái Vietmap bản quyền X1 trọn đời ha. Đây mọi người xem nè. Đó, và tất cả các xe mà có màn hình cảm ứng và có cái cổng Apple CarPlay để mà mình kết nối điện thoại á, thì đều sử dụng được cái cục Android Box này nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem video của ô tô TNX nha. Chào mọi người.